Chào các bạn, ở đây mình đang có một chiếc Nikon D4, chiếc máy ảnh chuyên nghiệp mà Nikon vừa giới thiệu. Nó thay thế cho chiếc D3 này của mình lâu năm rồi. Đây các bạn thấy, thì về cơ bản thì thiết kế của nó giống hoàn toàn với lại D3, nhưng mà nó thêm những cái phần nào thì bây giờ mình sẽ diễn tả cho các bạn. Đây là mặt trước của D4, chúng ta thấy cái chữ D4 ở đây, và vẫn có hai nút function và nút BV ở đây. Ở bên này chúng ta có nút chuyển giữa qua lại giữa MF và AF, khác một chút xíu. Ở đây có logo FX và chỗ này là cái chỗ nút nhấn để chúng ta mở len. Ở đây chúng ta có cái mic và cái đèn báo tín hiệu. Ở đây chúng ta có cái cổng để chúng ta gắn vào hệ thống đèn, hai hệ thống cổng khác nhau. Đó là phía trước. Ở bên hông các bạn thấy là nó có một nút chụp hình để chúng ta chụp ở chế độ dọc này, và có một nút quay phim cái bên này. Ở trên đỉnh máy thì các bạn thấy nó có nút chụp hình và những nút như bình thường, nhưng thêm một nút quay phim ở đây nữa. Chúng ta mở tắt ở đây, bật đèn ở đây. Ở trên cái phía trên này nó có bốn nút, thì nhấn vào nút này để chúng ta chuyển qua lại các chế độ khác nhau. Thì cái này nó giống D3S, là nó có cái chế độ Quiet Mode ở trên D3 này không. Và ở đây chúng ta có điều chỉnh đèn, các cái cách đánh đèn khác nhau, trong đó có slow sync, auto, chống mắt đỏ, rồi này có bracketing nữa. Ở đây chúng ta, hồi trước cái nút này nằm bên đây, nó có chỉnh cái chế độ đo sáng toàn khung với điểm với lại khu vực, thì nó chuyển xuống đây, chúng ta chỉnh khá là nhanh. Và đây là bên bên hông của máy, các bạn sẽ thấy toàn bộ cái hệ thống kết nối đã được chuyển sang bên đây. Thì ở đây chúng ta có một cái cổng len gigabit ở đây, cổng mini HDMI. Đây cổng mic và cổng tai nghe. Thì mic thì chúng ta có thể gắm mic ngoài, và tai nghe dùng để những người quay phim, họ quay vào họ nghe luôn cái âm thanh đó. Ở trên đây chúng ta có cái cổng USB. Thì mình không biết là cái cổng mini USB, không biết đó là 3.0 hay 2.0, nhưng mà ở trên tài liệu của Nikon thì đề là 2 speed, có lẽ là 2.0. Ở đây là một cái cổng để chúng ta gắn những cái thiết bị gắn ngoài của Nikon như là wireless hay là GPS. Thì ở cái cổng len này thì nó là cổng len gigabit, nó sẽ giúp chúng ta có thể nối cái máy này vào cái hệ thống nhiều cái máy khác nhau để cùng chụp, hoặc là để truyền dữ liệu từ máy ảnh qua bên máy tính ở tốc độ nhanh hơn là cái cổng USB. Ở đây chúng ta gỡ ra để mà tháo pin ra. Thì khi chúng ta tháo pin ra, chúng ta thấy là pin của nó được thiết kế giống với lại như là D3, nhưng mà dung lượng của nó là 2000mAh. Còn đây là cái mặt sau của máy, cái mặt mà chúng ta điều khiển nhiều nhất. Thì chúng ta có cái màn hình LCD 3:2 ở đây, là ở giữa. Ở dưới là một cái màn hình nhỏ để chúng ta có thể theo dõi điều chỉnh nhanh. Điều chỉnh nhanh những cái tính năng. Thì bên cạnh có chúng ta có một cái nút mới, đó là cái nút nhấm vào là chế độ live view, hoặc là gạt sang chế độ chụp hình hoặc chế độ quay phim. Đó, đây đang ở chế độ quay phim. Rồi bên cái dàn nút bên này thì chúng ta thấy bên trên nó vẫn có nút play và nút thùng rác như là ở cái máy Nikon cũ. Và đây chúng ta thấy nó cái nút để mà xem hình đã thay đổi, tức là nó giống như cái máy Nikon bình thường bây giờ. D3 của mình thì nó vẫn như ngày xưa, một nút thôi. Bây giờ nó đã hai nút, phóng lớn và thu nhỏ ở trên đây. Ngày xưa thì mình bấm vào đây và xoay cái này. Bây giờ thì đây, nút OK và nút Info để chúng ta coi những cái thông số chỉnh. Đây. Ở phía bên này chúng ta có nút một cái mic ở đây, một cái nút lock và bỏ điều chỉnh nút này. Thì cái này ngày xưa nó nằm ở trong cái vòng, và có thêm hai cái joystick này. Ở đây là AF on để chúng ta có thể lấy nét, đây bấm đây lấy nét được. Đây là bánh xe phía trước. Thì ở cái mới này thì Nikon thêm hai cái nút joystick này, có nhiệm vụ là gì? Khi các bạn nhắm vào chụp như vậy thì việc điều khiển cái này nó sẽ nhanh hơn, thay vì chúng ta điều khiển cái này. Và khi ở chế độ chụp dọc á, thì bạn có thể dễ dàng bấm vào đây mà để xoay nó rất là dễ dàng. Ngày xưa thì không có nút này, nên là mỗi lần chỉnh chúng ta phải bấm vào đây, hơi khó hơn. Bây giờ nó nằm ngay đây. Đó. Và một cái đặc biệt nữa mình muốn giới thiệu với các bạn, đây là cái thẻ. Thì ở trong cái D4 này nó dùng hai khe thẻ, một khe là micro, một khe là CF như bình thường, và một khe là cái thẻ XQD. Thì cái CF này nó hỗ trợ cái chuẩn mới nhất là chuẩn UMDA 7, tốc độ rất là nhanh.
Và một cái chuyện cái kế bên là cái thẻ công nghệ mới XQD. Đây là cái đầu tiên mà cái thẻ mà cái chuẩn này là chuẩn là ở cái chuẩn XQD này là Nikon D4 là cái máy đầu tiên được trang bị cái cổng này. Và hiện tại thì chỉ có Sony mới làm cái thẻ đó, cũng chưa bán ra. Nikon cũng thêm một cái cục ở ngay chỗ này, cục cao su rất là cứng, thì nó giúp cho những người mà chụp ở chế độ dọc á, cầm máy cảm thấy chắc chắn hơn. Ở bên cạnh này thì chúng ta không có gì cả. Đây phía dưới, đây là máy chưa phải là máy bán ra. Bây giờ mình sẽ đi một vòng cái menu để các bạn xem. Thì về cơ bản menu ở trên D4 nó giống như trên D3 hay D3S hay những cái máy khác của Nikon. Nhưng mà bây giờ Nikon đã làm cho những cái chữ của nó mượt hơn, smooth hơn. Và những icon đã được làm cho nó 3D hơn và dễ nhận diện hơn. Thì Nikon cũng chia ra thành có menu play, menu cho chụp hình, menu cho customize và cái setting chung. Và những cái lưu ở đây thì nó giống như là ở trên trên D3, D3S vậy. Đấy. Ở đây chúng ta có một cái viewfinder rất là to. Mình thích cái kiểu tròn tròn như vậy của Nikon. Ở đây để chúng ta chỉnh mắt cận. Đây là hot shoe tiêu chuẩn của Nikon. Bây giờ mình sẽ để hai cái máy cạnh nhau để các bạn có thể xem được. Thì các bạn thấy nó sẽ tương gần tương tự như nhau. Đây, bên tay phải đó là chiếc đây chiếc này là chiếc D3 cũ của mình. Mình đã dùng nó từ năm 2008 đến giờ. Đây là chiếc mà thay thế cho nó. Có D3S ở dưới nhưng mà D3S thực sự không thay đổi nhiều như là D4 này. Ở D3 này thì chúng ta có độ phân giải là 12 chấm. Con này nó là 16 chấm. Và cái màn hình nó là 3.2, màn hình này là 3 chấm. Các bạn thấy là vẫn có những cái bộ điều khiển ở bên đây. Cái nút này mới được thêm, hai joystick được thêm. Cái hệ thống mà nắp pin cũng được điều thiết kế lại gọn hơn, cái này chiếm nhiều chỗ hơn, cái này chiếm ít chỗ hơn. Và cái nút AFNL, AFNL được bỏ đi, thay thành hai nút joystick này. Đây phía trên của máy. Ở trên D4 có vẻ là gù hơn, tức là mượt hơn. Các bạn thấy là những cái đường nét ở trên D4 nó đã mượt, đã tròn hơn nhiều so với ở trên D3, nhìn nó vẫn sắc cạnh hơn. Đây là cạnh hông. Đây là cạnh trước. Cảm thấy là không có nhiều thay đổi về thiết kế chung. Cái nút mà chỉnh AFMF ở trên D3 nó như thế này. Ở còn trên D4 nó giống như những Nikon mới, chỉ còn hai thôi. Đây là cạnh bên này, những kết nối được thêm rất là nhiều. Bởi vì D4 bây giờ không chỉ đơn giản là một chiếc máy ảnh nữa, nó là một chiếc máy quay phim. Đây là phần đỉnh máy. Cái máy D4 này nó có cái cảm biến full frame 16.2 megapixel và nó có cái chip mà hỗ trợ lấy nét đến 91.000 điểm ảnh. Xin lỗi, cái đó gọi là cái gì? Đo sáng hả? Đo sáng với lấy nét đó.